À, thầy rất rất vui mừng vì bây giờ chúng ta và các em học sinh đang ngồi ở đây. Các bạn cho tôi một xíu nhé, tại vì không có biết thầy sẽ nói to một tí. À, thầy rất xin lỗi là thầy không có nói được tiếng Việt. À, chính vì vậy mà thầy chỉ trao đổi với các bạn một vài câu, sau đấy thì thầy sẽ nhờ bên Việt Nam mình sẽ nói bằng tiếng Việt để tìm hiểu sâu hơn về trường của các thầy. Và thầy là thầy Dương, thầy là trưởng thực khoa nhà hàng khách sạn du lịch của Học viện Minh Quốc. Còn thầy đâu rồi? Thầy là người Lina thì đấy là thầy trưởng thực khoa của khoa an toàn thực phẩm, Học viện Minh Quốc. Thì và thầy hy vọng rằng là sau khi các bạn tốt nghiệp lớp 12 rồi, có những bạn sẽ có những cái lựa chọn sang Đài Loan để học tập, là có cơ hội thầy sẽ gặp gỡ và đón tiếp các em tại trường thầy. Và bây giờ thì là phía công ty sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái hình ảnh của nhà trường.